Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được tiếp tục với cái bài 3, bài video số 3 để hướng dẫn các bạn để hoàn thành nốt một cái bản vẽ về cơ bản. Trong cái bản vẽ trước thì mình đã hướng dẫn các bạn để chúng ta có thể vẽ được từ bước phân tích, bước khởi đầu phân tích, vẽ các cái lưới cột grid, các cái lever và cách vẽ tường, vẽ cửa và cái vẽ sàn. Bài hôm nay thì mình sẽ hoàn thiện nốt một vài kỹ năng cho các bạn để chúng ta có thể là có vẽ được thứ nhất là điền phòng tự động này, thứ hai nữa là cách vẽ cầu thang, thứ ba là cách vẽ mái và thứ tư là cách để chúng ta tạo ra các cái giếng trời cho cái hệ thống đường dây điện, đường nước hay là đường ống gió. Rồi thì đầu tiên thì mình có một cái có cái phần file cho cầu thang như này mình muốn share cho các bạn. Thì ở đây là cái phần thang này là mình phần thang tự động vẽ ra đây thì các bạn có thể tham khảo theo theo đây là dạng xoắn ốc, đây là dạng cầu thang xoắn đi lên, cầu thang L có chiếu nghỉ. Đây là cái dạng cầu những cái dạng cầu thang mà các bạn cũng thông thường là rất hay gặp. Đấy thì cái này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở một video cụ thể sau. Còn trong bài hôm nay thì trong khuôn khổ của bài hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn để chúng ta có thể là vẽ được một cái cầu thang để đảm bảo như cái bản két này người ta yêu cầu thôi. Rồi bắt đầu với cái video thì mình xin được bắt đầu với cái phần điền phòng tự động. Đây là cái bản mà chúng ta đã vẽ được từ trước rồi và bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để điền phòng được tự động. Thì lý do tại sao chúng ta cần phải điền phòng thì cái này nó có mục đích rất là đơn giản thôi. Ví dụ khi mà các bạn bỏ cái bản két này đi, khi mà các bạn gỡ cái bản két unlock nó đi chẳng hạn, thì lập tức là các bạn bị mất hết những cái này, trống trơn hết mà các bạn không biết đâu là phòng nào, không biết là office số bao nhiêu, phòng số bao nhiêu hay phòng kho hay phòng giám đốc hay phòng nhân sự. Đó thì đơn giản là các bạn cần phải điền phòng chỉ là vì thế thôi. Vậy thì các bạn vào architecture, các bạn vào room. Rồi các bạn chọn yes. Rồi ok. Các bạn nhìn thấy đây nó có hai cái đường chéo thì hai đường chéo này nó chạm vào những cạnh nào ấy thì cái phòng nó sẽ được giới hạn ở đó. 1 2 3 các bạn làm tương tự cho đến hết. Không cần phải trùng khít đâu, cái này nó chỉ là cái để đánh dấu thôi. Mười lăm, mười sáu, mười bảy. Rồi ok, vậy như vậy là mình đã hoàn thành xong. Ở đây nó có một vài cái nó không phải là office thì các bạn có thể chỉnh sửa đi. Match electric, đây có thể là phòng điện. Ok. Đó, thì các bạn các những cái khác thì các bạn chỉnh sửa tương tự. Các bạn chỉ cần kích vào đây này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái giới hạn. Ví dụ khi mà các bạn bỏ cái bản két đi thì các bạn sẽ không bị mất phương hướng, không bị có những cái nữa. Đó, các bạn nhìn thấy đây này. Sau khi các bạn tạo ra thì nó sẽ được cái các ghi chú về phòng như này. Như vậy là mình đã hoàn thành cho các bạn để cách chúng ta điền phòng tự động. Và tiếp theo nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ cầu thang. Các bạn vào architecture. Cầu thang ở đây thì stair thì nó có hai cái phần, đó là cầu thang tự động và phần cầu thang vẽ bằng tay. Cái cầu thang tự động ở đây ấy, trong trong Revit nó rất là thông minh, nó sẽ tính toán cho các bạn là chúng ta cần bao nhiêu bậc đi, ví dụ các bạn đi từ tầng 1 đến tầng 2 ấy, thì cần bao nhiêu bậc và độ dài, độ cao, độ sâu của mỗi bậc, mỗi bước như thế nào. Thì các bạn tính toán như thế thì các bạn không cần tính nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái số bậc và các cái thông số ở trong đó, tương tự như chúng ta thiết lập với cửa với lại tường. Đấy, tuy nhiên thì mình khuyến cáo các bạn không nên thay đổi. Tại vì khi các bạn thay đổi thì nếu như các bạn không hiểu được là mục đích thay đổi của các bạn để làm gì và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái bản vẽ của các bạn. Ở đây các bạn chọn cái loại cầu thang các bạn cần, hình chữ U đúng không? Đó, nó sẽ đưa cho các bạn cần là phải bao nhiêu rồi. Các bạn cứ yên tâm là khi các bạn chỉ cần chọn vị trí thôi, các bạn đặt vào thì lập tức nó sẽ đúng là từ tầng 1 lên tới tầng 2 luôn.
Ok, đây là mình đang vẽ từ tầng 1 đến tầng 2 nha các bạn, đừng thắc mắc tại sao nó không lên đến tới tầng 3. Rồi, ok. Đó, các bạn chỉ cần chọn một vị trí đặt vào, ok, thế là xong này. Tích ok. Loát xong rồi, ok các bạn ra 3D xem. Mình bỏ cái sàn đấy. Đó, vậy đây là cái cầu thang của mình này. Các bạn thấy không? Tuy nhiên cái cầu thang này nó lại đi theo cái bước lên như này chứ nó không có chiếu nghỉ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo ra một cái cầu thang có chiếu nghỉ. Chúng ta sẽ vào stair. Từ level 1 tới level 2. Đầu tiên các bạn phải tạo ra cái reference, tức là các bạn có thể hiểu đây nó tương tự như là một cái khung làm việc của các bạn thôi, nó không 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 quá quan trọng đâu. Cũng các bạn không cần quá phải lo lắng về vấn đề này. Còn nói chung là các bạn tạo ra cũng được nhưng không tạo ra cũng được. Nhưng mà nhiều khi trong những trường hợp mà các bạn tạo cầu thang theo ý thích của các bạn ấy mà các bạn không tạo ra thì nó cũng thì nó sẽ không không thể hoàn thành được với cái cầu thang. Hay nói cách khác là khi người khác nhìn vào ấy thì các bạn sẽ không thể hiện được cái độ chuyên nghiệp của các bạn ở đó. Các bạn chọn run này. Ở đây một vài công cụ này ấy, thì nó sẽ mình sẽ nói sau. Đơn giản ở đây thì các bạn chỉ cần chọn run thôi. Cái việc các bạn là align cuối cùng, align nó vào. Ok. Rồi, ra 3D show. Đó, đây là cầu thang có chiếu nghỉ này. Bạn ra match cho một xem lại. Có điều vấn đề ở đây là mình thấy nó cũng hơi vấn đề một chút. Thì quả thật, ở đây trong bản két của họ yêu cầu đi lên từ bên tay trái. Còn trong Revit của mình ấy, thì các bạn nhìn thấy này. Upstairs này, UP này, thì nó lại đi lên từ bên tay phải. Đấy, vậy làm sao mà điều chỉnh được vấn đề này? Các bạn nhìn zoom to lên và nhìn thấy này, ở đây nó còn một mũi tên rất là nhỏ đây. Đấy, mũi tên rất là nhỏ đây, các bạn kích nó vào. Kích vào nó. Lập tức nó sẽ đổi chiều đi cho các bạn up bên đây rồi. Ok, ra 3D để show. Rồi các bạn thấy chưa? Từ tầng 1 đến tầng 2 luôn. Ừ. Rồi ok, mình đã hoàn thành xong cái cầu thang thứ nhất. Cầu thang thứ hai. Vẽ tương tự. Các bạn chọn stair. Ở đây là một cái bản vẽ đơn giản thôi nhưng mà chúng ta cũng nên tuân thủ hết các bước của họ. Chúng ta nên tạo ra một cái khung làm việc. Mình khuyến cáo các bạn nên làm theo những cái bước của mình để tránh những cái trường hợp mà các bạn vẽ xong mà nó sai mà các bạn không thể sửa được. Và cũng không biết sửa thế nào. Rồi, ok, các bạn chọn run. Ok. Các bạn thích ok. Cái việc còn lại của các bạn là các bạn phải align nó vào đúng cái giáp tường này, đúng theo cái vị trí của cái thang đã đặt. Thì cái đấy là công việc của bạn mà mình đã hướng dẫn ở bài trước rồi. Nên thế bài này thì mình sẽ không nói tới nữa. Ok. Tích ok và đợi. Ok. Thang của mình là upstairs đúng vị trí rồi đúng không? Rồi, vậy là được rồi nhá. Ra 3D để coi. Rồi, vậy đây là cái thang của mình này. Cầu thang đi lên. Đấy. Để mình chứng minh cho các bạn là nó có phải lên đúng tầng 2 không nhá. Đúng đến tầng 1 lên tầng 2 các bạn ra match 1. Các bạn tạo ra cái section. Các bạn nhìn thấy không? Cầu thang của mình này lên từ tầng level đâu rồi? Em ở đâu để anh Phi Châu tới đón đây? Rồi. Rồi, đây các bạn chắc cũng có thể hình dung ra được rồi. Đây là sàn tầng 1 và đây chắc chắn là tầng 2 rồi. Vậy thì đây là cầu thang của mình đi từ tầng 1 này tới lên đến đầu tầng 2. Rồi, ok các bạn thấy chưa? Còn những cái lan can này thì nếu như các bạn không nói gì thì nó đã tạo ra tự động rồi. Còn các bạn muốn tạo ra những cái lan can nó song song như thế này hay là đây là lan can hình vuông ấy thì các bạn có thể tạo ra những cái lan can hình tròn cũng được. Độ dây
độ dày hay thưa như thế nào thì các bạn cũng có thể tạo ra. Rồi. Rồi phần thứ ba đó là các bạn tạo ra các giếng trời như thế nào. Đấy thì để tạo ra được các cái giếng trời ấy, thì các bạn phải ra 3D. Các bạn chọn vào cái sàn. Ok, cái thủ thuật để tạo ra một cái giếng trời ấy thì nó chỉ là một cái thủ thuật để chúng ta làm thế nào để cắt được những cái lỗ ở trên sàn thôi, những cái lỗ ở trên trần. Đấy, thì nhiều người không biết được tại sao ấy, thì sẽ không thể hình dung ra được và cũng không thể làm được. Rồi, các bạn ra kích vào Edit Boundary này, kích vào Mesh 1 và đây các giếng trời của mình chữ nhật đúng không? Thì mình chọn cái hình chữ nhật. Các bạn cố gắng là sử dụng những cái công cụ này càng thuần thục càng tốt. Khi các bạn sử dụng thuần thục ấy, thì các bạn sẽ thao tác rất là nhanh và càng được thể hiện được cái độ chuyên nghiệp ở đó. Ok. Rồi các bạn nhìn thấy ba hố đen nhá. Là 3D để show. Đấy các bạn thấy không? Ba cái giếng trời. Ví dụ như tòa nhà này có 10 tầng chẳng hạn, thì nếu chúng ta tạo ra 10 cái sàn như thế này thì chúng ta lập tức là có một cái lỗ xuyên suốt cả 10 tầng như thế. Ok. Rồi. Phần cuối cùng đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo ra một cái mái. Tương tự như tạo ra cái sàn thì công cụ đáng chú ý tiếp theo để cho các bạn có thể quan tâm đó chính là roof. Roof ở đây thì nó có khá nhiều cái công cụ đấy. Thì cái phần này mình cũng sẽ nói sau, thì các bạn chỉ cần kích roof thôi. Nó hỏi level nào. Chắc chắn là phải vẽ được cái level cao nhất rồi. Yes. Sử dụng công cụ pick line. Tuy nhiên này, nếu như các bạn cái mái này mà người ta yêu cầu là mái nó phải đua ra ngoài so với lại, ví dụ như các bạn chỉ cần pick ở xung những cái đường xung quanh đây này, các bạn ấn ok là các bạn đã hoàn thành được một cái mái rồi. Tuy nhiên là cái mái như mình vừa nói ấy, là bạn muốn đua nó ra để mà tạo ra các cái máng nước chẳng hạn, để hứng hay gì gì đó, thì tóm lại là cái mái của bạn phải đua ra ấy, thì các bạn vào offset đây, ví dụ đua ra 500 pick line rồi. Đó thì các bạn thấy chưa, nếu như mình không offset ấy, mình pick vào đây thì lập tức nó chỉ ra một cái đường thẳng trùng luôn cái đường mà mình pick. Nhưng nếu mà mình đã pick 500 rồi thì các bạn nhìn thấy cái đường chấm gạch màu xanh chưa? Đấy chính là cái độ dài 500 đấy. Rồi, quả vừa rồi mình pick sai rồi. Các bạn cố gắng cẩn thận càng tốt. Rồi, công việc cuối cùng của các bạn chỉ cần là trim nó vào thôi. Những cái đường mà nó đã trùng với nhau rồi ấy, thì nó không thể cho trim được đây, các bạn thấy này. Đây như thế này. Đó. Đấy thế này. Sau khi trim xong thì các bạn nhấn ok. Các bạn ra 3D để show. Rồi, đây là mình đã hoàn thành ra một cái mái. Các bạn nhìn thấy này, đây là cái mái của mình đã đua ra được 500 rồi đấy. Thấy chưa? Đây là mình đã pick, đúng là mình pick vào đây đúng không? Như mình pick ở đây áng áng thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là 444 74, nó khoảng 500 đấy, nếu mình pick đúng là nó sẽ ra đúng 500. Đấy các bạn có thể tạo được các máng nước, hướng nước ở dưới này. Cái mái này thì ví dụ như các bạn mà muốn cái phần này nó thẳng đứng lên, nó đi ra ngang. Đấy hoặc là những cái chiều này như thế, nó vuông hẳn lên đây chẳng hạn. Đấy những cái lớp mái tôn này này thì các bạn hoàn toàn cũng có thể tạo ra được. Thì cái này mình sẽ giới thiệu ở một cái bài chi tiết và cụ thể sau. Nó cũng không quá khó, tuy nhiên nó cũng khá là dài, thì mình sẽ nói về sau. Và những bạn nào mà đã theo dõi video tới đây á, mà các bạn muốn có một cái bản vẽ về cái phần cầu thang vẽ theo ý tưởng như này này, thì các bạn hãy comment email ở dưới phần comment ở của video ấy, thì mình sẽ send lại cho các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có ích thì mong các bạn ủng hộ mình bằng một subscribe hoặc là một like để mình có thêm động lực để làm tiếp những video tiếp theo. Thì cái này có tác dụng làm gì thì ví dụ như các bạn có một hình ảnh này trên mạng ạ, thì các bạn sẽ không thể biết được tạo ra như thế nào. Còn nếu mình xem cho các bạn cái này ấy, thì nếu như các bạn vẽ quen rồi thì các bạn có thể kích vào đây là các bạn được xem được những cái thông số ở đây. Đấy là các bạn có thể mày mò và cũng có thể vẽ được những cái này hoàn toàn có thể.
Đấy thì những bạn nào, đây chính là phần quà của bạn mình trong cái video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn các bạn.